chương trình ngày tri ân do Đảng bộ Nam California thuộc Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng tổ chức sẽ bắt đầu. Xin quý vị ổn định chỗ ngồi. Khi bắt đầu, quốc ca Việt Nam. Này công trở lời, đứng dậy các lời sông núi. Cả bọn cùng đi, đi, xin đi, đi, thân sông. Chân gian, nghìn năm, thân tâm là bờ. Tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Những quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ và lãnh hải. Những đồng bào đã bỏ mình trên đường tìm tự do. Những kháng chiến quân, những anh hùng vô danh của mọi tổ chức đã nằm xuống trên đường trở về quang phục quê hương. Phúc bình thời điểm khác nhau. Trước hết chúng tôi xin được trân trọng ghi nhận sự có mặt của toàn thể các quý vị đồng hương, quý đồng bào đã có đã bỏ chút thời gian quý báu đến để tham dự ngày tri ân ngày hôm nay. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay cho quý đồng bào đồng hương. Chúng tôi xin giới thiệu ông Vũ Quang Ninh, đài Lotto Sài Gòn Radio, ông Nguyễn Tấn Lạc, Ủy ban vận động CPC, ông Nhan Hữu Mai, Phó Tổng Bí thư Việt Nam Quốc dân Đảng, ông Ngô Chí Thiền, nhân sĩ trong cộng đồng, ông Nguyễn Duy Nghiêu, Diễn đàn Tự do Dân chủ, Sam Cường, Bryden và Trường đại diện cho Đoàn Thanh niên Phan Bội Châu. Và giáo sư Đỗ Hoàng Duyệt, ông đại tá Lê Bá Khiếu, kiến trúc sư Trần Thanh Phong, chủ tịch Hội Đền Hùng Hải Ngoại, chủ tịch Hội đồng Giám sát của Hội Đền Hùng Hải Ngoại, ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Liên Ủy ban Chống Cộng sản và Tay Sai, ông Phan Như Hữu, chủ tịch Hội đồng Việt Nam Tự do. Tiếp theo, chúng tôi xin mời ông Trần Trung Dũng, đại diện cho cơ sở Việt Tân tại Nam California, có đôi lời chào mừng đến quý vị. Xin mời ông Trần Trung Dũng. Trong cơ sở Đảng Việt Tân tại Nam Cali, chúng tôi xin kính chào quý trưởng thượng, quý đồng bào và đại diện các đoàn thể và quý vị nhân sĩ cũng như quý thân hữu đã tham gia trong ngày tri ân hôm nay. Sự hiện diện của quý vị là một vinh dự lớn lao cho Đảng bộ Nam Cali. Cách mạng được nếu chúng ta cũng không có tổ chức cách mạng. Do đó chúng ta nhìn thấy rằng tiến hành cách mạng là phải có một đảng cách mạng, thì lưu cái tên gọi của đảng là Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng, thì đường đi của ta là đường đi canh tân đất nước. Chủ thuyết của chúng ta là chủ thuyết canh tân quốc gia của đảng. Đảng đều là đường lối dựa vào hoàn cảnh thực tế ngày hôm nay để có những ý niệm làm sao trong tương lai chúng ta canh tân đất nước. Chúng ta canh tân con người Việt Nam và chúng ta canh tân đất nước Việt Nam. Quân giặc vào đây là ngày oán hận ngàn nơi. Hoa ơi, lòng đã quyết
Xin mời bác sĩ tâm lý Đông Xuyến, đại diện cho anh em Việt Tân tại Nam California, có lời tri ân cùng quý vị. Xin mời cô Đông Tuyến. Kính thưa các bậc trưởng thượng, kính thưa quý vị đại diện của các hội đoàn, các cơ quan truyền thông, kính thưa quý ông bà, cô bác, các anh chị và các bạn, cùng các chiến hữu Việt Tân thân mến. Có lẽ không có giấy mực nào có thể nói hết lòng biết ơn của chúng tôi đối với hàng vạn anh hùng chiến sĩ và đồng bào của chúng ta đã hy sinh cho tự do và tiền đồ thiêng liêng của Tổ quốc trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo đã nhấn mạnh: "Tôi xin tri ân tất cả các khác chiến quân trong giai đoạn năm 82 đến năm 1987 đã trải qua một thời kỳ cực kỳ khó khăn, phức tạp, nguy hiểm, thiếu thốn, bị nghi kỵ, tấn công từ nhiều phía trong rừng sâu nước độc. Xin tri ân chiến hữu cố chủ tịch Hoàng Cơ Minh và các chiến hữu đã cùng tự sát, không để giặc bắt mà chọn hy sinh cho lý tưởng tự do cho Việt Nam khi còn cách quê hương khoảng 20 cây số vào ngày 28 tháng 8 năm 1987. Chúng tôi xin tri ân những người vợ, người con, bố, mẹ, anh chị em và gia đình của toàn thể các kháng chiến quân cho những hy sinh âm thầm của họ với những chịu đựng kiên trì, thậm chí rất cô đơn trong nhiều năm vắng bóng người thân, nhất là không còn có một lần nhìn thấy người chồng, người cha, người con, người thân yêu của mình. Sau hơn 20 năm, chúng tôi xin tri ân một thế hệ đảng viên Việt Tân đang cùng lớp người đi trước, miệt mài với vận mệnh của đất nước, đặc biệt là các đảng viên Việt Tân quốc nội. Không cần tranh cãi đâu, không ai đi tranh cãi với trái tim, nào ai biết chiều sâu của biển. Không có bờ vai nào cho người vợ trẻ, không cả tấm thẻ bài, không cả tuổi tên, kể gì đến chuyện mai này, ai nhớ, ai quên. Biết bao lần tôi ngồi nhìn lên bầu trời đêm, nghĩ về những câu thơ ngày xưa anh viết. Chỉ người lính mới không sợ chết, và cũng chỉ người lính thôi mới biết sự sống đáng quý chừng nào. Chủ tịch Đảng Việt Tân, xin mời, kính mời ông Đỗ Văn Điềm. Xin kính chào toàn thể quý vị. Điều đầu tiên, một lần nữa, chúng tôi được xin chân thành cảm tạ sự hiện diện của quý vị ở nơi đây ngày hôm nay trong buổi lễ tưởng niệm chiến hữu Hoàng Cơ Minh và tất cả những anh chị em đảng viên Việt Tân đã hy sinh cho đại cuộc giải phóng Việt Nam. Và dĩ nhiên, đối với tất cả chúng tôi,
tất cả những chị em đảng viên Việt Tân. Đây còn là dịp để chúng tôi bày tỏ tấm lòng tri ân của chúng tôi đối với tất cả sự hỗ trợ của quý vị. Làm từ Trung Cộng không hơn, không khác, không gì khác hơn là phải làm sao nhanh chóng chấm dứt chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam. Thiết lập một chế độ dân chủ thật sự, dân chủ cho đất nước Việt Nam. Đó mới là thật sự giải pháp tốt nhất, lâu bền nhất, hữu hiệu nhất để chống lại Trung Quốc. Ngày nào còn Hà Nội, ngày nào còn chế độ Cộng sản ở tại Hà Nội, ngày đó chúng ta sẽ còn rất là vất vả, rất là khó khăn trong nỗ lực bảo vệ đất nước và hỗ trợ những nhà dân chủ ở trong nước. Lĩnh vực thứ ba, thưa quý vị, là tấn công vào cái tư thế của chế độ Cộng sản Việt Nam. Điều này cũng đã chia sẻ nhiều lần với quý vị rồi. Rất nhiều, đặc biệt, ở đây tôi thấy trong căn phòng này có một số những bạn trẻ có mặt ngày hôm nay. Tôi đi sinh hoạt ở nhiều nơi, một số anh chị em sinh viên có họ nói với tôi rằng là cộng đồng mình sao hay biểu tình quá. Biểu tình như vậy có giúp ích gì được không? Biểu tình như vậy thực sự có giải quyết gì được không? Có cái gây thiệt hại gì cho chế độ Cộng sản Việt Nam? Họ tuốt ở phía bên kia, chúng ta biểu tình ở đây thì nhằm gì? Thì tôi đã phải chia sẻ với những người bạn trẻ đó. Không, thật sự thưa các bạn, biểu tình tấn công tất cả những đại diện của chế độ Cộng sản Việt Nam có mặt tại hải ngoại này là điều vô cùng cần thiết. Chúng ta không phải biểu tình cho nhau xem, chúng ta biểu tình để nói với người ngoại quốc. Đây, chế độ này là một chế độ không được người dân Việt Nam chấp nhận. Họ không đại diện cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta biểu tình trong tinh thần đó để cô lập họ, để nói rõ với dư luận quốc tế họ là một chế độ độc tài, vi phạm nhân quyền, phản dân chủ. Chúng ta không biểu tình cho nhau xem, chúng ta biểu tình để nói với quốc tế. Nếu nhìn như thế và hiểu như thế thì các bạn hãy tham gia hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ những đoàn thể cho cộng đồng biểu tình bất cứ khi nào có chế độ Cộng sản, đại diện chế độ Cộng sản Việt Nam có mặt tại đây. Đó là việc thứ ba mà tất cả chúng ta đều có thể làm được, tấn công vào tư thế của chế độ Cộng sản Việt Nam. Và việc thứ tư sau cùng là hỗ trợ tiếp tay với những nỗ lực đấu tranh của đồng bào chúng ta ở trong nước. Nhìn lại nỗ lực đấu tranh của đồng bào chúng ta ở trong nước, chúng ta thấy gì? 11 cuộc biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn trong vòng mấy tuần lễ qua, phải nói là một biểu hiện tuyệt đẹp của đấu tranh bất bạo động, của cái sức phản kháng của người dân Việt Nam đến một lúc, đến đúng vấn đề, đến đúng thời điểm được bộc phát. Nhưng đó không phải là những hoạt động duy nhất. Nhìn lại trong suốt những năm gần đây, chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy hiện tượng anh chị em công nhân đình công, chúng ta thấy hiện tượng dân ngoan biểu tình khiếu kiện chống tham nhũng, chúng ta thấy hiện tượng nhiều nhà dân chủ sẵn sàng đứng lên nói tiếng nói cho tự do và dân chủ qua blog, qua những bài viết của họ. Đó đều là những hoạt động đấu tranh của đồng bào chúng ta trong nước. Và bất kỳ khi nào chúng ta thấy có những hiện tượng biểu tình đình công, đây là những hoạt động chúng ta cần phải làm sao tiếp tay hỗ trợ, nuôi dưỡng những nỗ lực đấu tranh đó. Thì đó là những việc mà tôi nghĩ rằng là nằm trong tầm tay của tất cả chúng ta. Ai cũng có thể đóng góp được, ai cũng có thể hỗ trợ được để nhanh chóng chấm dứt chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam, xây dựng một đất nước thật sự tự do, dân chủ, có nhân quyền. Thì có như thế chúng ta mới mong, thật sự mong là ngăn ngừa được hiểm họa xâm lăng của Trung Cộng. Tài nguyên của đất nước chạy vào trong 23 cái ổ tham nhũng này, 12 tổng công ty và 12 tập đoàn kinh tế và 11 tổng công ty do Nguyễn Tấn Dũng dựng lên. Hàng chục tỷ, thưa quý vị, chạy vào trong đó. Đó là cái mối vấn nạn lớn của dân tộc Việt Nam, bởi vì ai sẽ phải trả món nợ đó? Dân tộc Việt Nam phải trả món nợ đó. 3 năm 2007. Và sau đó, vào đúng ngày 28 tháng 3 năm 2007, họ mở một chiến dịch, họ mở màn tấn công chúng tôi ở trên những phương tiện truyền thông, báo chí chính thức của chế độ Cộng sản. Và cùng lúc đó, họ bắt đầu tấn công chúng tôi qua những cái phương tiện, những cái cửa ngõ truyền thông, tôi tạm gọi là bán chính thức, tức là qua nghe. Từ đó là một cái lập luận chúng tôi đã được nghe rất là nhiều. Việt Tân là thực sự chỉ là con bài của Cộng sản Việt Nam thôi. Cộng sản Việt Nam dựng Việt Tân ra để làm đối lập cuội. Thực sự Việt Tân cũng chẳng khác gì Việt Cộng cả. Thậm chí gần đây có người nói là Việt Tân là cánh tay nối dài của Bắc Kinh đó. Tôi nghe xong tôi cũng kinh hãi luôn. Không thể tưởng tượng được con người lại nghĩ là mình là cánh tay nối dài của Bắc Kinh. Thì nôm na nó có một số những lập luận tấn công như vậy. Nó là một cái viễn tượng, một cái tình huống ha, một cái scenario có thể xảy ra. Chúng ta đã nhìn thấy nhiều chế độ độc tài đã phải biến chiều theo cái kiểu đó rồi. Tức là họ có thể gặp khó khăn, họ lùi bước, họ đổi hiến pháp, họ
cho đa đảng, họ làm đủ trò hết, nhưng rốt cuộc họ vẫn cầm quyền, thậm chí có thể họ còn đổi tên nữa, họ có thể giải tán Đảng Cộng sản, lấy tên là Đảng Lao động, Đảng Dân chủ, Thiên chúa giáo, đảng gì cũng được, miễn là làm sao họ, những người đó vẫn là những người cầm quyền. Chúng ta thấy cái chiều này xảy ra nhiều nơi rồi, chứ không phải riêng gì Việt Nam, cũng rất có thể đấy, đây là một cái chiêu thức mà chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam họ sẽ nghĩ tới đến một lúc nào đó nếu họ bị đẩy lùi đủ. Chúng ta thì không mơ hồ gì về những cái thủ thuật đó của họ cả. Mục tiêu của chúng ta là gì? Đúng không ạ? Đối với chúng tôi, cái quan trọng nhất là cái đích đến chúng ta muốn cái gì? Chúng ta muốn chấm dứt bất kỳ một chế độ độc tài nào cho đất nước Việt Nam. Chế độ độc tài nó mang tên là Cộng sản, nó mang tên là cái gì cũng được, nghĩa là nó độc tài, chúng ta rất dứt khoát chấm dứt. Đứng từ cái mục tiêu đó rồi đó, thì chúng ta sẽ rất là thoải mái để nhìn thấy, à anh biến chiêu thì tôi đánh theo kiểu này, anh biến chiêu kiểu này tôi đánh theo kiểu này. Biết là làm sao tôi cô lập anh, tôi bảo vệ anh và tôi đẩy anh vào cái thế anh phải ra đi. Câu hỏi đặt ra, thế thì chúng ta lấy cái gì để đẩy họ phải ra đi? Đúng không ạ? Nói thì dễ, cho dù chúng ta rất là rõ trong đầu mình muốn cái gì, thế nhưng mà lấy cái gì, lấy cái gì để áp lực độc tài, cho dù nó biến dạng, nó biến thể, nó đổi tên đi chăng nữa, lấy cái gì để buộc nó phải ra đi? Thưa quý vị, sức mạnh của quần chúng, sức mạnh của số đông. Đó là cái lời giải của chúng ta. Ngày nào chúng ta huy động được 250.000 người biểu tình ở Hà Nội giống như ở Ai Cập, thì ngày đó chúng ta có cái sức mạnh trong tay để dập sập bất kỳ một chế độ độc tài nào mang danh Cộng sản hay cái gì. Chúng ta phải làm sao huy động được sức mạnh của người dân Việt Nam, huy động được sức mạnh của quần chúng Việt Nam. Thế thì làm sao để làm chuyện đó? Chúng ta cứ đi từng bước một nhé. Chúng ta nhìn thấy bây giờ phải có sức mạnh của người dân. Thế thì làm sao có được sức mạnh của người dân, thưa quý vị? Chúng ta phải làm một cách rất là đơn giản và ngắn gọn. Chúng ta phải làm hai việc thôi để có được cái sức mạnh đó trong tay. Việc thứ nhất là làm sao làm suy yếu cái khả năng kiểm soát xã hội của Cộng sản Việt Nam, làm suy yếu cái khả năng kiểm soát của chế độ độc tài. Ngày nào cái vòng xích siết trên đầu, trên cổ người dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam bị nới lỏng ra, ngày đó chúng ta có khả năng huy động sức mạnh của chúng. Phải làm sao tháo cái vòng xích đó ra, gỡ cho nó lỏng bớt dần ra. Tất cả những cái luật lệ, tất cả những sự vi phạm nhân quyền, tất cả những sự giới hạn quyền tự do ngôn luận, tự do đi lại, tự do internet, tự do truyền thông, tự do lập hội. Để mà nói chuyện với lại thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, ngay từ trong nước đồng ý chúng ta phải bộc phát từ trong nước, tự chúng ta phải đứng lên, nhưng chúng ta cũng cần phải có những cái hỗ trợ của bên ngoài. Xin đặt câu hỏi đó với lại ông chủ tịch và của Đảng Việt Tân. Xin cảm ơn bà. Giả sử chế độ Cộng sản biến chiêu tổ chức bầu cử thì Đảng Việt Tân có hợp tác hay không? Thì như tôi có thưa lúc nãy rồi, cái mục tiêu chúng ta nó rất là rõ ràng. Chúng ta chấm dứt mọi chế độ độc tài, cho dù nó gọi nó là cái gì đi chăng nữa, chúng ta chấm dứt là chỉ có chấm dứt một cách thôi, họ phải ra đi. Thì một lần nữa xin nói rõ là Đảng Việt Tân không có cái chủ trương, không hề bao giờ có cái chủ trương là hợp tác với chế độ Cộng sản Việt Nam. Đối với Đảng Việt Tân chỉ có một mục tiêu duy nhất, chấm dứt độc tài, xây dựng dân chủ và cải thiện đất nước. Và đó đã chấm dứt độc tài rồi thì không có cái chuyện sống chung với nhau.